Rồi, xin chào mọi người ha, lâu rồi mấy ngày không xuống một của năm mọi người, bữa nay đi làm quá trời, thức đêm không à, cho nên thì trưa nay xuống một của năm để mà quay vô người xem ha. Chung ra thì mình gỡ gần đây mà, giờ thì vô thắp hương mọi người ơi. Đây thì hôm nay mấy anh chị mần cỏ sạch sẽ quá trời luôn nè, rất đẹp đẽ không, sạch sẽ mát mẻ không. Nhà mình gần đây cho nên mình thắp hương cậu ha. Đó, mọi người không thấy quay video là do đi làm mọi người, làm đêm không à. Công việc làm đêm, việc gì thì hôm nào em sẽ làm video quay cho người xem, đến nơi chỗ em làm để cho người xem công việc của anh em của tụi em. Chứ không phải là nhiều khi là người ta nói là trên YouTube làm nhiều tiền lắm, không phải đâu. Có công việc riêng nữa. Chứ lên YouTube là nhiều khi mình rảnh mình quay thôi mọi người. Cái này cái nghề tự do mà. Đây. Bây giờ thì thắp hương mọi người ơi. Rồi ai cũng bia cho cậu vậy nè. Bia vậy Ngọc? Dạ. Bia hay vậy? Dạ bia. Bia cái trận cũng rất là. Cái này quậy quá anh bia cho. Hả? Sắp cái này quậy quá. Vô ăn cái cây quậy. Bây giờ chỉ còn mình Ngọc ở đây rồi. Thời tiết quá trời nắng luôn. Hiện tại thì ở đây chỉ còn có Ngọc ở đây vũ mộ. Mấy anh em đi công việc hết rồi. Đó, Điên cũng đi làm, anh em cũng đi làm, mới kiếm tiền mọi người. Đó, giờ ai cũng có công việc để đi làm hết. Chứ giờ ở mộ cậu giờ đâu còn gì để quay đâu. Lâu lâu anh em đến để anh em cập nhật viếng mộ cậu. Đúc như đúc hương, anh em nào gần thì đến đúc hương. Vin cũng vậy, bữa giờ Vin đi làm tập trung lo công việc rồi, mấy tháng cũng đi quay với mấy anh em, nhưng mà dạo này việc nhiều quá mọi người, cái tháng này nữa, cho nên là mình cũng như là cân bằng công việc với cái quay chút xíu. Có nhiều khi mọi người có hỏi là sao không cập nhật quay nữa, thì mình cũng thấy đó, giờ đi làm gì không đủ thì mình phải đi kiếm thêm để mình làm mọi người, đúng không Ngọc? Dạ. Dạ, ai cũng phải có cuộc sống để mà kiếm tiền chứ, còn vợ con ở nhà nữa, cái đam mê chứ mà đi cũng phải kiếm tiền được chứ. Ngọc giờ đang quét. Đây là cắt hồi sáng hay gì? Trời ơi. Con sóc nó vô nó ăn trái cam nè. Con sóc ăn đúng không? Rồi. Lao hình cậu chứ. Hay lọc quá. Ở bên kia thì anh Ngọc đang quét nha mọi người. Thời tiết nóng quá mọi người. Ở đây thì mấy anh em đang dọn tới đây rồi, còn khúc nữa. Đúng chứ tắt như có trái. Đây là còn cô Năm buổi chiều nay. Quá trời nắng luôn. Dã man nắng luôn. Nắng gì mà kinh khủng nắng. Sáng giờ có khán giả không?
Ngày thứ bảy không? Cắt cái gọn gàng đẹp đẽ ha. Mát mẻ, yên tĩnh. Cây đó, cái đây này sao? Cái này nó không vũ ăn. Không vũ ăn. Vũ ăn nè. À, chiều nay thay nước mới. Giữ lại cho nó sống được thì mình sống. Cái này sống mà. Ồ, đứng đây mát, gió mát quá. Các cây nhìn thấy nó bớt âm trầm này ha. Đúng rồi. Mỗi cây này lẹ lắm, mưa một hai đám là ra liền à. Nó ăn đất được cái. Chút xíu nữa sẽ quay tiếp cho mọi người xem ha. Chắc chút xíu nữa cũng dọn dẹp một phần cái quay tiếp cho mọi người xem. Chiều nay. Ngay lúc này thì em thấy khán giả vào diễn một cậu Năm Vũ Linh nè mọi người. Và hiện tại thì cô đang khóc rồi mọi người ơi. Cô đang khóc rồi. Đó, thấy không? Ôi ơi. Cô ấy đang khóc rồi kìa. Cô còn gờ hình nữa kìa, tiếp tục gờ hình lần thứ ba rồi. Trời ơi, khóc luôn rồi. Quá trời nắng. Rồi, cô cũng đã thắp hương ra mọi người. À, xúc động. Buổi chiều nay thì cũng chưa có ai hết mọi người. Chỉ có mấy anh em chuẩn bị lau mộ. À, mình cũng mới đi một vòng ở trong quả viên để mà cập nhật đám tang. Mà không thấy đám tang cho nên trả lời mộ cậu Năm, cập nhật cho người xem cái nữa. Nãy chị Loan ở đây nãy im đu ta không nói chuyện luôn ta. Trời, lo làm chứ. Nắng quá hay chị Loan? Nắng quá. Chắc có lẽ thì em cũng xin kết thúc video nha mọi người. Nóng quá. Hẹn gặp lại mọi người vào cái video kế tiếp nha.